Xin chào tất cả bà con, chiều hôm nay em đang về trại cá giống Trường Phát và chuẩn bị tham gia vào quy trình xuất hàng của chiều hôm nay. Và hôm nay trại đang xuất những chú cá bè trắng, chú cá mú đen và cá bớp đấy ạ. Bà con nào trong chiều hôm nay đang rảnh thì hãy vào livestream cùng với em để cùng xem quy trình xuất hàng và trực tiếp nhìn thấy những con giống này bà con nhé. Hiện tại là trại đang lên hàng rồi đấy ạ. Thì bà con ơi, bữa nay đang là mùa dịch đấy ạ. Bà con mình khi đi ra ngoài đường thì nên cẩn thận một xí bà con nhé. Và đặc biệt là chúng ta nên sử dụng những chiếc khẩu trang như thế này khi đi ra ngoài để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình và xã hội ạ. Hiện tại thì những khách hàng khi đặt hàng bên em thì trại có gửi bà con một hộp khẩu trang. Hy vọng bà con mình sẽ sử dụng vực đếm để xem các anh kỹ thuật đang lên hàng như thế nào. Thưa bà con, đây chính là chiếc xe tải xuất hàng ngày hôm nay ạ. Còn ở đây chính là khu vực đếm của trại, các anh kỹ thuật đang đếm lại số lượng trước khi giao về cho bà con ạ. Và loài cá đầu tiên của chuyến hàng ngày hôm nay đó chính là những chú cá bè trắng ạ. Đây chính là những chú cá bè trắng của chuyến hàng ngày hôm nay ạ. Mình cũng chuyên nghiệp mà. Nó không chuyên. Còn đi đâu cả trong phương hợp. Chuyên nghiệp lắm chứ. Nước hoa. Đây là những chú cá bè trắng đang đạt xa trung bình trên 6cm đấy ạ. Bà con có thấy không? Những chú cá vòng vầy rất là mạnh đấy ạ. Tuy từng khu vực có những nơi người ta gọi đây là những con cá bè vẩu hay là bè cục đấy ạ. Đây, đang đứng bên tre đó anh Mùa. Đang đứng bên tre đấy. Sau khi đếm xong những số cá phải được đưa lên xe. Đây là những số lên hàng mà em đã thường quay cho bà con xem rồi đấy ạ. Đây. Vậy là những chú cá bè trắng đã được đưa lên bồn chứa của xe tải một cách an toàn. Thì từ bây giờ đến khi về tận ao của bà con, những chú cá này sẽ được chứa ở trong những cái phi như thế này, đã sụt sẵn oxy và đảm bảo cho môi trường nước an toàn để những chú cá thật khỏe mạnh ạ. Livestream ở đây chính là cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát bà con nhé. Đây chính là khung cảnh của cơ sở 2 ạ. Còn ở đây chính là khu vực đếm cá.
Đây chính là những chú cá bè trắng bà con nhé. Những chú cá này đang đạt xa trung bình trên 6 cm đấy ạ. À. Chuyển hàng ngày hôm nay thì những chiếc xe này giữ vai trò rất là quan trọng, đó là đảm bảo vận chuyển những chú cá từ trại Trường Phát về tận tay của bà con nông dân mình một cách an toàn, khỏe, đẹp, để khi bà con mình nhận hàng là những chú cá đẹp, khỏe, để bà con mình có được những vụ nuôi thành công ạ. Chiều hôm nay bà con nào đang on Face thì hãy vào livestream cùng với em bà con nhé. Em đang livestream lên hàng tại trại cải giống Trường Phát và quay trực tiếp cận cảnh những con giống để bà con mình cùng xem đấy ạ. Thời tiết bầu trời Khánh Hòa ngày hôm nay rất là đẹp phải không bà con? Trời rất là trong xanh đấy ạ. Thì nãy giờ em đã quay cho bà con xem quy trình lên những chú cá bè trắng rồi, và trại đang chuẩn bị lên tiếp cá bớp đấy bà con ạ. Thì bà con nào trong buổi chiều hôm nay đang on Face hãy vào livestream của em bà con nhé, để cùng trực tiếp và nhìn những con giống của trại của chuyến hàng ngày hôm nay như thế nào ạ. Tình hình dịch đang chuyển biến rất là khó lường, nên bà con mình khi đi ra ngoài nên sử dụng những chiếc khẩu trang như thế này bà con nhé, để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, gia đình và cho toàn xã hội ạ. Thì giờ mình cũng không biết đâu đang có dịch và không, nên bà con cứ an toàn cho bản thân trước nhé. Hiện tại thì trại đang khi bà con lấy hàng ở bên trại Trường Phát trong thời gian này thì trại có gửi tặng bà con một hộp khẩu trang như thế này. Em hy vọng bà con có thể sử dụng những chiếc khẩu trang này khi đi ra ngoài để đảm bảo an toàn cho bản thân mình ạ. À. Bà con hãy đợi một lát nhá, trại đang tiếp tục lên loài cá thứ hai, đó là những chú cá bớp đấy ạ. À. Và ngày hôm nay em cũng quay cho bà con xem những chú cá bớp size kích cỡ trung bình trên 16 cm đấy ạ. À. Đây là những chú cá bớp mà được khách hàng bên em đã đặt và giờ chỉ có vận chuyển về cho bà con mình nuôi nữa thôi. À, bà con có thấy không? Đằng xa xa kia ngoài khu vực cơ sở 2 ao 3 là nơi đang ươm những chú cá bớp size kích cỡ lớn đó đấy ạ. À. Không biết bà con mình có muốn ra trực tiếp tại ao xem không, thì em sẽ dẫn bà con ra tận ao để nhìn trực tiếp ha. Còn ở đây chỉ là khu vực xe đầu và khu vực đếm. Những chú cá bớp ngày hôm nay đã được đếm chuẩn số lượng tại các lồng rồi, giờ chỉ còn di chuyển lên khu vực này nữa là xong rồi đấy ạ. À.
các anh kỹ thuật đang xúc những chú cá bớp để đưa lên xe, để đưa về tận tay của bà con nông dân mình trong chuyến hàng ngày hôm nay ạ.
Thank you.
ba chục rồi đó. Hả? Dăm ba chục. Ba chục. Ba chục. Quên tính rồi. Anh nghĩ thiệt à? Tầm mười mấy củ. Hả? Một hay hai củ à? Tạm. Tầm củ bốn mắt này. Nhá. Tầm củ bốn mắt này. Samsung. Gì bảy à? 51. 51 à? À 51. Dạ. Đây 51 hay X51? X51 à? À, nó một S. Ê, là một S. Làm gì mà tội ảnh đấy? Thì anh đi xài cái hai mắt thôi. Còn hai mắt, mình xài hai mắt thôi, xài bốn mắt công cộng. Cần. Hai mắt luôn à? Hai mắt cái gì đâu, hai mắt thôi. Hai mắt chạy. Hai mắt đi hả? Ừ. Hai mắt này. Ghê thiệt. Trại chỉ cung cấp giống những khi bà con
thuốc, cứ gọi cho em để em tư vấn đưa đến cho bà con những loại thực phẩm mà bà đang còn bà con mình cần trong vụ nuôi bà con nhé. Đấy, ở khu vực bên kia các anh kỹ thuật đang xúc những chú cá mú đen đấy ạ. Đây chính là khu vực ương cá mú đen của trại bà con nhé. Được nhìn trực tiếp cảnh cảnh những chú cá mú đen đang ở dưới lồng như thế nào bà con nhé.
thì quay ở trên này bà con mình sẽ không thể nhìn rõ được những chú cá. Em sẽ dẫn bà con ra tận khu vực ương để bà con mình được quan sát kỹ hơn ạ. Thưa bà con, đây chính là khu vực ương của trại ạ. Đây, ở bên kia chính là những lồng cá mú đen. Thì em sẽ dẫn bà con ra tận đó để bà con mình nhìn trực tiếp những chú cá. Đây chính là toàn bộ em đang qua tận đây là cơ sở 3 của trại đấy bà con nhé.